Các nam sinh mặc gì? Để đỏ tình, đỏ cả bạc. 2K1. Màu nút là màu sắc đem lại may mắn cho tuổi Tỵ trong năm nay. Công việc và tình cảm suôn sẻ, qua đó sức khỏe cũng được tốt hơn. Còn trên bàn thì... Để lấy lại sự may mắn thì tuổi Ngọ nên mặc những chiếc áo có màu đỏ trong dịp Tết này sẽ giúp đem lại niềm vui và tinh thần thoải mái trong mỗi cuộc chơi, đặc biệt hạn chế mặc các màu như vàng, trắng để tránh 2K4, màu xanh. Tuổi Thân rất hợp với màu này. Nếu mặc màu xanh trong những ngày đầu năm có thể đem lại may mắn cho cả năm, cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cô thành công.